Mình cho thật thê các bạn nhé. Thì chiều này mình đi đánh lườn nhưng mà chạy lòng vòng, nó không có nước mà. Thì đây thì mình mang mất hơn chục ống về đây này, không có chỗ đánh, nó cạn quá. Thì bây giờ là mình xuống xe xuống dễ trồng đánh nhá. Đây mình sẽ đánh cái trời mua đó này. Nơi đánh được hai ống các bạn, nơi sẽ đánh được hai ống. Các bạn nhé, thì bây giờ mình về tới nhà thôi. Bây giờ mình sẽ đổ cho các bạn xem. Thì dòng này chạy được phủ nước cũng vắt lắm các bạn. Đánh như này cũng chán. Đa số là lườn nhỏ nhưng không có lườn to. Giờ là cứ tháng nó mưa cho khoảng chơi mưa cho khoảng vài hôm nó đánh nó rất ok các bạn. Này nó ống một con này. Quá nên đánh như này còn mang mất hơn trụ ống với nha. Chạy lại không có nước. Lườn này các bạn, còn lườn.
phóng được vài con nhưng mà nó lại lườn lại bé quá. Được hai con to thật. Ông này nặng phết đấy. Hai con. Ông này bị. Ui dồi, lừa. Hết rồi các bạn. Mình đủ cả cái chỗ cho các bạn xem nhé. Đấy, khó kiếm thì khó kiếm là chỗ lại phỉ. Vặn nửa. Đấy, khó kiếm chú lợi phải được 600 các bạn. Phải heo kìa. Heo kìa. Bởi vì lắng này mình nghỉ đi đánh bon để kiếm mà lấy tiền đi. Đủ, em đủ, ok. Các bạn nhé, thì bây giờ mình lại nói về phần hòm này. Đó là trúng sâu 10 nhé. Còn một bạn ở bên gọi là Vinh Phúc nhé, đặt mình là hòm 48 này, nằm bằng cái vừa chè vừa làn nhựa này, 100 hòm nhé. Đấy, hòm của bạn này nhé. Đấy, bữa mình chỉ có đàn được hôm nay hôm qua thôi, bởi vì hôm qua nhà mình lại bận đợt 60 nữa. Bây giờ
Phải nhảy sang đi đàn cho bạn Hòa 48 đi. Sáng mai bạn sáng bạn nói nhé. Đây hòm của bạn này. Xem mà bạn có ứng ý thi. Nếu mà không ứng ý thi thì điện cho bà xã mình nhé. Bạn. Rất rộng. Cái nào thì cái nào. Chúng là ok hết. Đấy con chụp 60 này các bạn. Nha, mình phải chơi lại vướng những đường 60 nè. Cũng rất nhiều. Đây, yêu cầu của các bạn là nào đặt hàng vừa gọi là kết hợp chè và nhựa thì cứ gọi là điện cho vợ chồng mình. Còn bạn nào lấy chè tất thì nhà mình sẽ đàn chè tất mà lấy lửa giàng lửa chè lửa nhựa là vợ chồng mình sẽ làm nhé. Đấy hòm. Bởi vì cái nhựa này nhà mình là có mới màu. Đấy. Bởi vì nhà mình theo yêu cầu làm của các bạn. Hôm qua nhà mình đã gửi được gọi là 60 chiếc hòm 60 rồi. Bây giờ còn một đường của một bạn là 30 hòm 48 mà 15 hòm 60 cũng chưa đàn được cho bạn. Mình chào tất cả các bạn nhé.